chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi mục vụ Lời Sống Hàng Ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Lý do chúng ta vui mừng, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Thi Thiên 149, câu 1 đến câu 5. Hallelujah! Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới. Hãy ca ngợi Ngài trong hội các thánh Ngài. Nguyện Israel mừng rỡ nơi đấng đã dựng nên mình. Nguyện con cái Si-ôn vui vẻ nơi vua mình. Nguyện họ nhảy múa mà ca ngợi danh Ngài, dùng trống cơm và đàn hạt mà hòa tấu dâng lên Ngài. Vì Đức Giê-hô-va hài lòng về con dân Ngài, Ngài lấy sự cứu rỗi trang sức cho người khiêm nhường. Nguyện các thánh đồ Ngài vui mừng trong vinh quang. Nguyện họ hát mừng ngay trên giường mình. Và câu kinh thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Thi Thiên 149 câu 2. Nguyện Israel mừng rỡ nơi đấng đã dựng nên mình. Nguyện con cái Si-ôn vui vẻ nơi vua mình. Khi năm học mới bắt đầu, mỗi buổi chiều, cậu bé CJ, 14 tuổi, nhanh chân phóng khỏi xe buýt và nhảy múa trên đường vào nhà. Mẹ cậu đã ghi hình và chia sẻ những đoạn phim về điệu nhảy sau giờ học của CJ. Cậu bé nhảy múa vì yêu đời và để làm cho mọi người vui vẻ với từng bước nhảy. Một ngày kia, hai nhân viên thu gom rác dành chút thời gian giữa lúc công việc bận rộn để cùng dậm chân, xoay tròn và lắc lư theo điệu nhảy của cậu bé đã truyền cảm hứng cho người khác tham gia. Cả ba người đã thể hiện sức mạnh của niềm vui chân thành lan tỏa đến mọi người. Tác giả Thi Thiên 149 mô tả Đức Chúa Trời là cội nguồn của niềm vui lâu bền và vô điều kiện. Tác giả Thi Thiên khích lệ dân sự của Chúa cùng nhau hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới. Ông mời gọi dân Israel mừng rỡ nơi đấng đã dựng nên mình và vui vẻ nơi vua mình. Ông kêu gọi chúng ta thờ phượng Ngài bằng điệu nhảy và âm nhạc. Vì sao? Vì Đức Giê-hô-va hài lòng về con dân Ngài. Ngài lấy sự cứu rỗi, trang sức cho người khiêm nhường. Cha yêu thương đã tạo dựng chúng ta và bảo tồn vũ trụ này. Ngài hài lòng về chúng ta chỉ bởi vì chúng ta là con cái yêu dấu của Ngài. Ngài dựng nên chúng ta, hiểu rõ chúng ta và mời gọi chúng ta bước vào mối quan hệ cá nhân với Ngài. Thật vinh hạnh thay, Đức Chúa Trời yêu thương và hằng sống là lý do chúng ta vui mừng mãi mãi. Chúng ta được vui mừng với món quà là sự hiện diện liên tục của Ngài và sống biết ơn trong từng ngày mà đấng tạo hóa đã ban cho. Vì sao chúng ta được khích lệ để vui mừng trong mọi hoàn cảnh khi biết Chúa hài lòng về chúng ta? Bạn sẽ bày tỏ sự vui mừng trong Chúa suốt cả ngày thế nào? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã yêu thương, hài lòng về chúng con và biết rõ chúng con. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi mục vụ Lời Sống Hàng Ngày.